sao cái bộ câu hỏi này có bộ khó hơn bộ câu hỏi của mấy bé đúng không? Chắc chắn rồi anh. Ủa sao kỳ vậy ta? Cùng một đội mà. Cho đến khi Khánh nghe được những cái luồng thông tin ngoài lề là Quang Trung đã lên tận 10 câu. Colos DHA cộng thông minh sáng trí đề kháng khỏe. Thì Khánh hơi có một chút hậm hực và kiểu không còn hồ hởi nữa. Con sẽ ủng hộ chú tới cùng. Nếu như có câu nào mà con biết thì con sẽ gợi ý. Rớt nước mắt thiệt chứ. Ủa sao vậy con, nó cứ bị vậy vậy? Hồi nữa con lên á, con nghe cô Hà đọc á. Xong mình nếu con chưa nghe kỹ thì con nói cô đọc lại giúp con nha. Xong rồi con suy nghĩ kỹ thì con hay trả lời ha. Chú chung cố lên. Chú chung cố lên. Chú chung cố lên. Chắc là chúng ta sẽ ngay trả lời câu hỏi của anh. Mà trước đó thì em sẽ lấy tinh thần cổ vũ của hai con nha. Hai con cổ vũ cho chú. Chú chung cố lên. Wow, sự cổ vũ mà kiểu vừa ăn vừa cổ vũ ha. Mình cảm thấy được cái sự nhiệt tình trong sự cổ vũ của các con. Cảm ơn các con rất nhiều. Vẫn ăn rất là nhiệt tình mà không hề quan tâm đến anh. Thôi chúng ta bắt đầu ngay ha. Ok, hai câu vừa rồi chỉ là khởi động. Ủa, bây giờ mới khởi động thôi hả? Em cũng ngoại mấy cái này lắm. Rồi, em chỉ đọc một lần thôi. Chương trình bắt vậy. Ok. Em phải ôn cái đã ha. Ôn đi em. Sao cái bộ câu hỏi này có bộ khó hơn bộ câu hỏi của mấy bé đúng không? Chắc chắn rồi anh. Ủa sao kỳ vậy ta? Cùng một đội mà. Tại vì người lớn đó chú. Ok, bắt đầu. Có lẽ thôi nha. Đồng. Đúng không nhỉ? Đó là đáp án cuối cùng anh biết à. Chính xác. Yeah! Yeah! Sai hợp phúc gì mà. Mời câu trả lời chính xác liên tiếp. Chúc mừng đội trưởng Quang Trung. Xin mời đội trưởng Duy Khánh vào đi ạ. Dạ cảm ơn. Ủa chú không phải chú. Trời ơi. Chú nhận cái anh chú được không? Ôm vô để cho thấm thiết. Để quét ra ngoài. Để kìm cho chú kìa. Trời ơi, có một món quà vô cùng đặc biệt sẽ gửi cho anh. 20 triệu. Vâng, xin được. Chúc mừng anh, đó là một hộp chì màu của Hoa Minh. Yeah. Vậy là vui lắm rồi. Trời ơi, Duy Khánh ơi, mời anh vào nào. Chú ơi, thấy 10 câu á chú. 10 câu á chú. Khè đi anh. Xin mời. Trời ơi, khè lên. Gói nhân vật chính nè. Chú Trung thấy đồng 10 câu á chú. Chào tất cả mọi người, Duy Khánh đã quay trở lại. Ban đầu thì Khánh bước vào thì Khánh trong một cái tâm thế là rất là hân hoan. Nhưng mà cho đến khi Khánh nghe được những cái luồng thông tin ngoài lề là Quang Trung đã lên tận 10 câu, thì Khánh hơi có một chút hậm hực và kiểu không còn hồ hởi nữa. Hậm hực luôn hả? Mà ngày hôm nay mình đã bỏ qua cái tính hơn thua rồi. Bỏ qua cái tính hơn thua rồi đó. Mà lại hậm hực. Nhưng mà anh kể em nghe, hồi anh có một lần tham gia chương trình là Nhanh Nhanh Giúp Người Lớn. Anh cũng chỉ được có số 3, rồi số trước anh cũng được có số 3 thôi. Thì anh nói là thôi chương trình này anh ráng, anh quyết tâm. Anh không cần nhiều, anh chỉ cần 6 câu để lấy được hộp bút chì màu thôi. Cái rào cản đó hiện tại nó đang quá lớn và kiểu anh hơi bị kiểu... Thôi bây giờ mình sẽ chỉ cố gắng để vượt lên được số 3 và nhận được hộp chì màu, màu. Ok, vậy thôi xin mời anh lên à. Rồi. Cố lên. Chú ơi, có gì đâu áp lực. Không có chú là có chung đi được 10 câu. Chú ơi, con có gửi cho lời. Con sẽ ủng hộ chú tới cùng. Nếu như có câu nào mà con biết thì con sẽ gợi ý. Trời ơi, hay quá. Bất chấp luật lệ chương trình luôn. Nếu như chú lên đến 10 là con sẽ rất vui. Nếu như chú lên được 11 thì con vui luôn. 11 là mình rớt ngoài kia luôn rồi con. Mình rớt ngoài kia luôn. Rớt mắt thiệt chứ. Nhanh như chớp nhí mùa 4 2022 trên kênh HTV2 B Channel lúc 20 giờ chủ nhật hàng tuần.